Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đi xe máy thì đã bao giờ các bạn gặp cái trường hợp mà xe chúng ta bị hao dầu chưa? Hao dầu tức là sao? Tức là ví dụ như bình thường các bạn đi khoảng 2.000 cây, các bạn mới phải thay dầu một lần. Nhưng đây các bạn đi khoảng độ chỉ 1.000 cây hoặc là mấy trăm cây thôi các bạn đã phải thay dầu rồi. Thì đó là cái hiện tượng mà nó bị hao hụt dầu khi mà chúng ta sử dụng xe lâu, do quá trình xe nó cũ, nó bị hao mòn theo thời gian, hoặc là do chúng ta quên đổ dầu, nó ảnh hưởng đến phần động cơ. Một trong số những cái nguyên nhân gây ra hiện tượng hao dầu thì nó có thể làm ở phần piston, xác măng hay là xi lanh hoặc là phần đầu bò. Thông thường thì chúng ta sẽ có hai cách để xử lý các bạn ạ. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ khắc phục và sửa chữa thôi, là chúng ta sẽ tháo phần hơi ra để chúng ta doa lên. Đấy thì nó sẽ tiết kiệm chi phí hơn. Cách thứ hai là chúng ta sẽ thay thế toàn bộ mới các bạn ạ. Thì ở trong cái video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách khắc phục thứ nhất nhá, tức là chúng ta sẽ doa hơi lên, hoặc là nhiều anh em gọi là lên cốt đấy. Đây mình có cái chiếc xe cũ của thằng em mình, nó bị ăn dầu đây. Các bạn có thể để ý là khi mình nổ máy thì nó sẽ có khói trắng nó phụt ra bô, các bạn nhìn này. Ok, giờ mình sẽ cho vào tháo ra nhé. Cùng mình bắt đầu video thôi. Đây, mình đã tháo rời ra rồi. Đây, các bạn nhìn thấy cái quả của nó bị xước như thế nào? Các bạn nhìn thấy không? Đấy, cái quả piston này. Mình quay trong nhà nó hơi tối một tí nhưng các bạn vẫn có thể nhìn thấy nó đang bị xước hết này. Xác măng bị mòn này, piston bị xước này. Cái lọc của cái xi lanh này, các bạn nhìn này. Đây, cái ở trong nhà nó hơi tối một chút, các bạn thông cảm, các bạn nhìn thấy nó xước hết này. Đây, mình mang cái này ra ngoài trời, các bạn có nhìn thấy nó bị xước cái lọc này không? Các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy, các bạn nhìn thấy cái lọc của cái xi lanh này nó bị xước hết. Các bạn thấy không? Còn đây là cái quả nhá, quả piston và xác măng. Đây các bạn nhìn thấy nó cũng bị xước và xác măng cũng bị mòn. Cái xác măng này thì cần phải đo cái thông số cụ thể thì các bạn mới biết được. Giờ thì mình sẽ tiến hành gia công cơ khí với cái xi lanh này. Còn cái quả piston này và xác măng thì mình sẽ thay thế cái quả mới và xác măng mới các bạn ạ. Cái xe của thằng em mình ấy thì nó đã cũ rồi thì chớ nó lại còn quên không đủ dầu nữa. Cho nên là dẫn đến cái việc mà hệ thống piston với xác măng nó bị không có đủ dầu bôi trơn ấy, nên nó gây hiện tượng bị cháy quả với cả bị xước lòng xi lanh. Đấy, xước cái lòng xi lanh và cái xác măng nó bị mòn, dẫn đến cái việc là các bạn tưởng tượng nó như kiểu nó không được làm kín ấy, cho nên là dầu nó bị lọt vào bùng đốt, cho nên là nó mới dẫn đến cái hiện tượng hao hụt dầu. Nó cứ đi 700 đến 800 km thì nó lại phải thay một chai dầu khác vì dầu nó cạn mà. Như các bạn có thể nhìn thấy đấy, thì cái lòng xi lanh này thì mình sẽ đem đi gia công thì nó sẽ có một cái máy này để nó tiện, và nó sẽ tiện hết một cái lớp bị xước ấy, tức là nó sẽ lên cốt lên, nó sẽ doa rộng ra các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn thấy là khi cái lưỡi xoay nó cho vào thì nó tạo ra cái luồng khói đấy, và những cái vụn tiện thì nó sẽ rơi dưới này các bạn ạ. Đấy thì sau khi tiện xong thì nó sẽ như thế này. Các bạn có thể tưởng tượng là nó như kiểu một cái lưỡi dao cạo ấy, thì nó sẽ cạo hết cái lớp xước đi xung quanh đi. Và các bạn có thể nhìn thấy là sau khi cạo xong, các bạn nhìn thấy nó sáng loáng như này. Đó, nhưng mà các bạn nhìn thấy cái lưỡi dao cạo này sẽ để lại những vết xước rất là nhiều. Và giờ sẽ đến cái công đoạn mà chúng ta làm cho những cái vết xước đấy nó mở đi, tức là làm bóng cái lòng xi lanh này đi các bạn ạ. Việc đánh bóng cái lòng xi lanh thì người ta sẽ sử dụng giấy ráp và dầu các bạn ạ. Tùy vào nhờ từng cái lượt đánh bóng mà người ta sẽ sử dụng cái độ giấy ráp và độ ráp thô khác nhau các bạn ạ. Tất nhiên ấy là trong quá trình đánh bóng thì người ta phải cho dầu vào rồi. Đây, sau khi ra xong rồi các bạn nhìn thấy chưa? Nó bóng nó nhoáng ngay chưa? Đây là có một tí bẩn dầu, một tí mình sẽ rửa đi. Đấy các bạn nhìn này. Nhìn đấy các bạn nhìn rõ không? Đấy, nó không còn vết xước đâu. Đây quả thì sẽ thay luôn quả mới các bạn. Các bạn nhìn quả mới này. Quả này thì chúng ta sẽ lên 0.25 nhá các bạn nhá. Các bạn nhìn thấy ở đây nó ghi không? Đó, các bạn nhìn quả mới này. Bóng nhoáng này, và thay cả xác măng mới luôn nhá. Giờ thì mình sẽ lắp đặt vào. Khi mà tháo ra nhà thì nó cũng có rất là nhiều chi tiết kém, tùy vào những cái xe sử dụng lâu dài hoặc là hỏng nặng hỏng nhẹ. Ví dụ như xe này thì nó cần thay thêm cái bánh tì trung gian này, là xích cam, hay là những cái phớt này nó bị ra dầu. Các bạn nhìn thấy nó rất là bẩn không? Thì đấy là cái câu chuyện về thay thế những cái phụ tùng về bên bưởi điện hay là cam, thì mình xin làm video khác sau nhé. Cái chi phí mà để các bạn khắc phục khi mà chúng ta gặp cái trường hợp mà bị ăn dầu nhà ấy, tức là chỉ sửa chữa thôi ấy, không thay thế ấy, thì nó dao động rơi vào khoảng độ 500 đến 700 ngàn các bạn ạ. Tùy thuộc vào mức hư hại và cái những cái phụ tùng mà chúng ta thay thế liệu nó có phát sinh thêm gì không, nhưng loanh quanh thì chắc là nó cũng chỉ khoảng dưới 1 triệu thôi các bạn. Đấy là chúng ta sửa chữa. Còn tất nhiên là chúng ta thay thế hoàn toàn mới, xi lanh mới hay là toàn bộ các cái gioăng phớt mới, thì chi phí bao giờ nó cũng nhiều hơn các bạn ạ.
Để mà trả lời cho cái thắc mắc của các bạn ấy, thì là các bạn hỏi mình là thay thế thì bao giờ nó cũng bền hơn, thì rõ ràng là đó là cái vấn đề mà không ai có bàn cãi rồi. Khi mà chúng ta thay thế mới thì cái chi phí của chúng ta mất nhiều tiền hơn, và tất cả cái phụ tùng đều được thay mới đồng bộ như nhau, thì bao giờ thì nó cũng bền hơn và cái công suất hoạt động của động cơ nó cũng ổn định hơn rồi, đúng không? Nhưng mà đây là mình đang nói ở cái trường hợp chúng ta khắc phục, thì chúng ta khắc phục sửa chữa như này thì giá thành nó rẻ hơn. Và để mà mình chia sẻ với các bạn, thì nếu như các bạn sử dụng xe bình thường và các bạn cũng thay dầu đúng định kỳ thì nó cũng ok đấy. Mình kiểm tra mình thấy là đi nó vẫn ok. Khi mà nó đã ráp xong xuôi hết rồi ấy, thì mình sẽ cho ra để lổ cả trơn một lúc, cũng như là để kiểm tra xem là hệ thống động cơ nó hoạt động ổn định không. Xong xuôi rồi thì lắp ráp vào thôi. Ok, vừa rồi thì mình có chia sẻ với các bạn cái quá trình sửa chữa khi mà không may xe của các bạn bị hao dầu do chúng ta quên không đổ dầu hoặc do động cơ nó cũ rồi. Qua video thì mình cũng rất là mong muốn học hỏi thêm kinh nghiệm từ anh em thợ trên toàn quốc. Nếu anh em nào có góp ý gì với mình hay là có thông tin nào muốn chia sẻ với mọi người thì hãy nhớ để lại ý kiến ở phần bình luận phía dưới nhé. Còn video của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn nhiều video lần sau. Rửa sạch cái chỗ ấy thế nào, cái chỗ dầu nó chảy ra để còn biết được xem mà dầu nó có ẩm ra không. Đấy. Những cái chỗ mà anh em mình làm mà dầu nó ra.